Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2022, kênh xin được cập nhật tình hình thanh long tại các khu vực để bà con mình tham khảo nha. Thì thưa bà con, chiều ngày hôm qua thì kênh ghi nhận là giá thanh long ruột đỏ ở tại cả miền Tây và Bình Thuận là có tăng nhẹ ha bà con ha. Thì sáng nay kênh cập nhật giá cho bà con. Thì sáng ngày hôm nay thì cũng chưa có biến động so với chiều ngày hôm qua. Thì giá cụ thể hôm nay như sau. Tại khu vực miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 từ 19 cho tới 23.000, loại 2 từ 15 cho tới 17.000, loại 3 từ 9 cho tới 11.000. Thanh long ruột trắng thì vẫn ổn định nha bà con, mua xô từ 8 cho tới 10.000 đồng. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 11.000, 10.000 và 9.000, bò sàn là 9.000, 8.000 và 7.000, hàng dạt từ 2 đến 3.000 đồng. Thanh long ruột đỏ ở Bình Thuận loại 1 cũng tăng nha bà con, từ 18 cho tới 21.000, loại 2 tăng lên được từ 14 cho tới 16.000, loại 3 từ 7 cho tới 10.000 đồng. Thì hiện tại theo như chia sẻ đó thì bán tại vựa thì cũng rất là khó khăn ha bà con, tại vì phân loại cũng rất là gắt, cho nên là có nhiều bà con chia sẻ là thôi bán cho thương lái xa cạ thì cũng dễ chịu hơn. Đó, thì kênh cũng chia sẻ cái ý kiến này lên để cho bà con mình tham khảo thêm. Đó thì cũng tùy theo ở mỗi địa phương mức độ mua hàng và phân loại như thế nào thì bà con mình lựa chọn nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như bà con có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.